khi xe bị chìm xuống nước đó là ngay sau khi xe tiếp xúc với nước, hãy tháo dây an toàn, hạ cửa sổ và trèo ra khỏi xe. Đó là cơ hội sống sót duy nhất của bạn trong trường hợp xe bị chìm xuống nước. Hệ thống điện trên ô tô vẫn hoạt động trong ít nhất 10 phút sau khi xe bị chìm xuống nước. Do vậy, nếu xe của bạn được trang bị cửa sổ chỉnh điện thì bạn vẫn có thể thoát khỏi xe. Còn bây giờ là một số sự cố mà bạn có thể gặp phải. Trong trường hợp bạn không mở được cửa sổ thì hãy đập vỡ nó càng nhanh càng tốt. Nhưng đừng nghĩ đến việc đập kính chắn gió vì thiết bị này được làm từ một loại kính đặc biệt có khả năng chống các va chạm mạnh. Hãy trang bị sẵn trên xe một chiếc búa chuyên dụng để sử dụng khi cần thiết. Nếu không có, bạn hãy dùng các vật nặng có đầu nhọn để đập kính cửa như búa, cờ lê, tuốc nơ vít, thậm chí cả giày cao gót hoặc khuỷu tay.